Xin chào các bạn. Có rất nhiều cách để ta nhóm bếp than cho lò quay vịt. Trong video lần này thì tôi xin được chia sẻ hai cách trong số đó. Hai cách này thì nó rất là tiện lợi, ít bị khói mà lại khá là tiết kiệm. Chính vì vậy mà nó rất được nhiều người sử dụng. Cũng chẳng có gì xa lạ cà. Đó là ta có thể dùng khò ga hoặc là cuốn khô. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhóm than với cái khò ga này trước. Với bạn nào chưa biết thì cái khò ga này nó sẽ gồm một bình ga du lịch và một cái đầu khò. Cái đầu khò này thì các bạn có thể mua ở các cái cửa hàng ga với giá khoảng 100.000 gì đó. Bây giờ tôi sẽ dùng cái khò ga này để nhóm than. Than thì các bạn cho vào bếp than ở phía trong lò. Rồi dùng cái khò ga này cắm vào phía trong bếp than như tôi đang làm như thế này. Rồi bật khò lên. Các bạn có thể thấy là đến một lúc là than nó đã bén như thế này rồi. Lúc này thì các bạn có thể rút khò ra và để than nó tự cháy ra được rồi. Với một cái bình ga du lịch 10.000 như tôi có thì tôi có thể nhóm than được khoảng 6 đến 7 lần. Tức là chỉ hơn 1.000 đồng cho một lần nhóm than. Vậy là cũng khá là tiết kiệm mà lại rất là tiện lợi phải không ạ? Còn với cái cồn khô này thì chắc hẳn các bạn cũng không còn lạ gì nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ cho khoảng 1-2 viên vào và châm lửa lên để khi nào than bén là được. Như vậy là chỉ một lúc thôi là than nó đã bén rồi. Và cái chi phí để mà nhóm than bằng cồn này thì nó cũng không quá đắt. Ta chỉ mất khoảng 1-2 nghìn cho một lần nhóm than mà thôi. Và khi mà than nó đã bén thì các bạn có thể dùng thêm cái quạt khò như thế này để mà thốc vào cho than nó nhanh hồng hơn. Như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu về hai cái cách nhóm than cho lò quay vịt rất là tiện lợi, đơn giản, không hề khói mà lại khá tiết kiệm. Và để biết thêm thông tin chi tiết về các cái sản phẩm lò quay vịt, các bạn có thể truy cập vào website maythanlong.com cũng như là liên hệ với số điện thoại trên màn hình để đặt mua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.